cuối cùng chúng ta cũng đã đến rồi. Thật sự bây giờ mình rất là mệt các bạn, đầu óc bơ phờ luôn. Thành ra cái nội dung câu chuyện này hôm nay, Pháp sẽ không có nói về chi tiết nào về thời gian nha, bỏ qua hết một bên. Tại bây giờ Pháp không còn nhớ nữa. Nơi mà các bạn đang đứng á, là nơi mà Leatherface, tức là Texas Chainsaw, đã giết người đầu tiên. Nếu không có cái vị trí này thì chúng ta sẽ không bao giờ biết Texas Chainsaw là ai. Có thể nhiều bạn hỏi là mình đang ở tiểu bang nào, đúng không? Ở Texas hay là ở tiểu bang nào? Mình không ở tiểu bang Texas, mình ở tiểu bang Wisconsin và thành phố Plainfield. Đây là nơi thực sự bắt đầu của Texas Chainsaw. Nhân vật của chúng ta tên là Ed Gein, một tội phạm đã giết hai người phụ nữ, nhưng mà đã chôn xác rất là nhiều người trong nhà của gã ta và lấy da mặt của họ để làm mặt nạ, rồi lấy cơ thể, tức là lấy da cơ thể của những bộ phận khác để làm những cái món đồ dùng cho căn nhà của mình. Sau này thì Ed Gein bị bắt á, thì từ đó nước Mỹ họ mới dùng cái ý tưởng đó để làm ra những cái bộ phim ma rất là nổi tiếng, giống như Texas Chainsaw là một điển hình. Bộ phim thứ hai á là Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, và còn thêm vài bộ phim nữa. Một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới luôn, mà ông ta xuất phát từ một thành phố rất là hẻo lánh, và người dân trong thành phố không hề muốn nhắc đến nhân vật này. Mình sẽ cho các bạn xem á, cái khung cảnh năm xưa mà Leatherface đã giết người đầu tiên, chính là cái store mình đang đứng hiện tại. Bây giờ nó đóng cửa rồi các bạn. Đó các bạn, đây là nơi mà Ed Gein, hay gọi là Texas Chainsaw, đã giết người đầu tiên. Thì ông ta đã bước vào trong đó để mua cái bình coolant, tức là cái bình nước mà để làm giảm nóng xe đó. Rồi ông ta nhờ người chủ coi dùng ông ta một khẩu súng ở trên tường. Ông ta rất là thích. Tại cái mùa đó là cái mùa đi săn nai của thành phố này. Thì khi bà ta cầm khẩu súng lên, ông đã giết chết bà, rồi quan sát của bà trong cái trunk xe và mang về nhà của mình. Mà xui cho Ed Gein á, gã này không phải là một người giết người chuyên nghiệp, chỉ là một người giết người một cách máy móc mà thôi. Nói máy móc cũng không đúng, nó giống như là bị một cái gì kích thích trong đó vậy đó, không biết mình đang làm gì. Thành ra sau khi mà giết người á, thì đã để lại máu và để lại nhiều vật chứng bất lợi cho gã. Và người con trai của chủ quán á, đã kiểm tra lại sổ sách và thấy Ed Gein là người đã mua đồ cuối cùng trong cái store này, và nhờ cảnh sát bắt Ed Gein. Khi mà bắt được Ed Gein á, gã ta đang ăn tối tại căn nhà của một người hàng xóm rất là vui vẻ. Nhưng mà Ed Gein là một người cực kỳ nhút nhát, không muốn tiếp xúc với người ngoài. Có lẽ là sau khi giết được một người rồi, Ed Gein thấy vui quá, thấy hạnh phúc quá vì kiếm được một người nào đó để thay thế cho mẹ mình, hoặc là Ed Gein phù phép để cho cái xác đó giống mẹ mình. Thành ra hắn ta đi ăn mừng. Và rồi sau đó bị bắt. Bây giờ đóng cửa các bạn ha. Nơi này cũng bị nghi là ma ám luôn. Nhưng mà rất tiếc là mình không có vào được trong đó. Tại vì thành phố này rất là nhỏ, có 800 người thôi các bạn tin không? Có 800 người thôi. Và nãy giờ mình đứng ở đây là người ta biết mình là ai rồi đó. Và mình không biết là người ta có nói chung là thích người châu Á hay không nữa. Thành ra mình không dám quay ban đêm. Quay giờ này là 8 giờ tối là an toàn nhất. Không phải là sợ cái kia, sợ ma, mà là sợ những người dân địa phương thôi. Tại vì có 800 người à. Mình không muốn nhắc đến tên của một người mà họ không muốn nhắc đến. Mặc dù cái người này đã làm nổi tiếng trên cả thế giới luôn. Nếu không có cái nhân vật này, sẽ không có những cái bộ phim kinh dị cho mọi người xem. Khu vực này bây giờ người ta vẫn không dám xây nhà các bạn nha, vì cái quá khứ năm xưa nó quá hãi hùng đi. Mình không biết là mình đến đây giờ này có nên hay không nữa. Nhưng mà các bạn thấy là điều hiu mông quạnh. Thật sự khi mình đến đây, mình cũng đã được một vài người dân địa phương là cảnh báo rồi, hãy cẩn thận. Nhưng mà mình thôi thúc để đi tìm sự thật cho các bạn thấy. Và đôi khi sự thật các bạn, nó còn khó hơn á là đi tìm sự dối trá nữa. Mắc cười vậy đó. Chúng ta sắp đến căn nhà của Ed Gein.
không còn bao xa nữa. Có nhiều người nói trên con đường này thỉnh thoảng bạn đi vào ban ngày á, bạn vẫn thấy bóng của một hai người bước đi, nhưng đó là hồn ma. Tại vì Edgen đã mang rất là nhiều xác chết về nhà của mình để làm những cái điều mà kinh khủng, đến bây giờ người ta vẫn chưa có điều tra được. Và vì đến cái khu vực này thì phone mình hoàn toàn không có sóng, thành ra mình chọn đi vào ban ngày, một phần nó cũng dễ hơn để kiếm đường. Tại nếu mà đi vào ban đêm á, thì các bạn luôn là không biết ở vị trí nào là nhà của gã, rất là khó. Ban ngày cũng đã khó cho mình lắm rồi. Đây góc đường này nè. Đây. Mình nghĩ là ai cũng thích coi phim kinh dị hết trơn á, nhưng mà đi tìm sự thật á, chỉ có mình thôi, hiện tại bây giờ. Các bạn thấy không, nãy giờ là một cái khu nó gọi là đồng hiu mông quạnh luôn. Xung quanh là không có một bóng người. Và đây cũng chính là nơi mà Leatherface đã ở. Thực chất mà nói á, Leatherface sinh ra trong một gia đình rất là có giáo dục. Ba của Leatherface tên là George, mẹ tên là Augusta. Hai người này rất là giỏi. Ba của Leatherface hồi trẻ là một salesman cực kỳ giỏi luôn, là một thợ mộc nữa, cũng từng mở một cái cơ xưởng để bán đồ. Nhưng mà ông ta mắc một cái tật, đó là nghiện rượu, và nghiện rượu cực kỳ nặng. Vì cái tật nghiện rượu này nó đã dìm hết toàn bộ những cái tài sản mà ông ta làm được. Thì khi còn trẻ, ông muốn lấy một người vợ xinh đẹp và phải có một cái phẩm chất tốt nữa, để người ta nhìn và đánh giá mình. Nhưng mình nghĩ đây là điều sai lầm. Bạn hãy lấy người vợ nào mà hãy đi chung con đường với bạn, hay là yểm trợ bạn. Đừng có lấy người vợ nào mà để cho người xung quanh nhìn vào người vợ đó và nể mặt bạn. Sau khi mà ông ta bị nghiện rượu nặng nề quá rồi á, bà vợ từ từ xa cách người chồng đi, không có muốn tiếp xúc với người chồng nữa. Edgen có một người anh trai tên là Henry. Thì hai anh em này được bà mẹ nuôi lớn trong lúc ông ba bị nghiện rượu. Và vì hoàn cảnh gia đình khó khăn á, thành ra họ quyết định á, là xuống thành phố Plainfield, là một thành phố rất là ít người, hồi xưa có ít hơn bây giờ nữa. Nhưng mà họ lại dọn đến một cái khu khỉ ho cò gáy luôn, là khu này nè, là nơi mình đang đứng nếu không nhầm, đây chính là nhà của họ, để họ sinh sống, để cách xa với thế giới bên ngoài. Thực sự thành phố này không đã cách xa rồi, họ còn đến một cái địa điểm còn cách xa thành phố này nữa, là càng cách xa của cách xa hơn nữa. Và mỗi ngày á, mẹ của Edgen á, dạy Edgen với lại Henry rằng hãy nhìn vào ba của mày và hãy thấy ông ta tệ bạc như thế nào. Rượu chính là một cái điều không có tốt. Ngoài ra bà ta còn nói chính vì ba của mày á, tiếp xúc với nhiều người quá đi, ông ta từ một người tốt trở thành một người xấu luôn. Bà ta còn cho rằng là quan hệ yêu đương á, là tội lỗi, đã khiến một người đàn ông bê tha. Và bà ta bắt con của bà ta phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày, thậm chí đọc những cái cuốn sách á, mà cho những người lớn khó hiểu rồi. Trong khi cái tuổi Edgen nó còn quá nhỏ, ông ta còn quá nhỏ, ông ta phải đọc mỗi ngày, giống như nhồi sọ vậy đó. Cuộc sống của Edgen á, cứ từ từ nó trôi đi như vậy. Edgen không thể nào mà kiếm được một người bạn, tại vì đối với bà Gesta, những người xung quanh á, chỉ làm mình xấu thêm thôi, không ai làm cho mình tốt hết. Và Edgen gần như là không có bạn đến lúc lớn luôn. Tuy nhiên Edgen học rất là giỏi, nhất là môn đọc sách. Và rồi cái gì đến cũng đến. Ba của Edgen chết lúc khoảng 77 tuổi, khiến cho hai anh em phải trưởng thành sớm và đi làm. Thì họ làm những công việc lao động bình thường thôi. Một thời gian sau, không như em trai của mình Henry, anh trai của Edgen, có một người vợ và anh ta dọn ra riêng. Nhưng mà anh ta vẫn rất là quan tâm đến người em của mình. Và anh ta để ý thấy một điều rằng mẹ của anh ta có vấn đề về đầu óc, không phải là một người tốt hoàn toàn. Tại vì lúc nào cũng gần gũi với con, gần gũi với lại Edgen để truyền tải những cái thông tin không tốt về những người ở ngoài kia. Và dĩ nhiên là sau khi có vợ thì Henry và mẹ cũng xa dần luôn. Và Henry rất là hay đến để khuyên người em của mình. Nhưng mà thật sự Henry không biết sau đó có một cái tai nạn khủng khiếp đã xảy ra, cũng trên cái khu vực này các bạn. Henry đã bị chết cháy. Chết cháy không thì không đúng, anh ta với lại Edgen á, làm vườn. Thì
thì bất ngờ lửa bốc cháy. Và Edgen thì chạy ra kịp, còn Henry thì chạy ra không ra kịp, bị ngạt thở mà chết. Nhưng mà sau này á, kết quả điều tra mới biết được á, là trước khi chết á, là Henry bị sưng ngay đầu, có thể là ai đó đã đánh anh ta. Nhưng mà trước khi mà Edgen bị bắt á, vì tội giết người á, họ chỉ nghĩ rằng á, là Henry bị ngất xỉu rồi té, đụng đầu, bị sưng đầu mà thôi. Chứ họ không có tình nghi có thể Edgen đã giết Henry. Vì lý do đầu tiên là Henry đã can thiệp quá nhiều về cái mối quan hệ của Edgen và mẹ. Hai, trong một cái cuốn sách về kinh thánh á, hay là cuốn sách về đạo Thiên Chúa giáo, mình xin lỗi nha, mình không có rành lắm về vấn đề này, nếu mình nói sai mong các bạn bỏ qua cho, thì có hai vị thần đã chiến đấu với nhau để dành cái sự ân sủng của một vị thánh. Mình sẽ để cái sách title ở đó. Có thể là Edgen đọc quá nhiều sách đi và anh ta đã bị nhiễm và làm bắt chước như vậy với người anh trai của mình. Còn vị thánh đó thì Edgen cho rằng đó chính là mẹ của cậu ta. Đằng sau trong kia mình không vào được các bạn nha. Thứ nhất là lầy xe nè. Thứ hai là mình không muốn vào cái địa phận của một người nào đó chưa xin phép họ. Tại vì có thể đây là cái đất của một người nào đó bây giờ. Thì mình chỉ quay sơ sơ cho mọi người xem thôi. Ai cũng biết rằng bà Augusta đã nhồi sọ Edgen rất là nhiều. Nhưng người ta chỉ biết rằng là bà chỉ nhồi sọ về những điều kinh thánh mà thôi. Về những cuốn sách của Thượng Đế. Chứ bà có nhồi thêm cái thứ khác hay không? Đến bây giờ vẫn không ai biết được. Mà nếu có biết, chỉ là giữa bí mật của hai mẹ con mà thôi. Kể cả Henry cũng không biết luôn. Chúng ta bây giờ sẽ đến một nơi mà đã gây chấn động cho nước Mỹ luôn các bạn. Và là cái niềm cảm hứng của nhiều bộ phim kinh dị sau này. Các bạn thấy biết mình đi đâu đúng không? Chính xác là Edgen đã bị chôn tại nơi này nè. Nhưng mà không biết vị trí nào thôi. Ngôi mộ của gia đình nạn nhân mà Edgen đã bắn chết nè. Đó, bà đó đó. Chứng tỏ là ngôi mộ của Edgen chắc gần ở đây. Mình sẽ kiếm được trước khi trời tối. Tại vì nó sẽ đóng cửa. Sau khi mà Edgen bị bắt vì tội giết người á, cảnh sát đã đến nhà của Edgen và thấy tất cả là hơn 40 cái xác chết, bị lọc hết toàn bộ ruột, rồi gan, tất cả mọi thứ, chỉ chừa lại xương với da thôi. Và Edgen đã đến cái nghĩa địa này để đào xác chết của người ta theo cái lời khai của gã. Thì Edgen lợi dụng á, cái người mà mới chết á, mới được chôn xong thì đất còn mềm. Tối hôm đó đó, buổi sáng chôn. Tối hôm đó thì Edgen quay lại và đào mộ của nạn nhân lên. Nhưng cái kỳ lạ ở đây nè, mình biết là mới chôn xong đất nó còn mềm. Nhưng mà để chôn một người mới chết thì rất là sâu các bạn nha, cực kỳ sâu luôn. Nhưng mà làm sao mà Edgen có thể một mình mà đào lên, mở hòm ra, lấy xác, rồi đặt cái hòm lại chỗ cũ, rồi đổ đất lại như vậy. Đến bây giờ vẫn không ai biết được. Thì Edgen nói rằng chỉ có một mình gã làm mà thôi. Và gã chấp nhận đó là lỗi của mình. Thành ra nguyên một cái nghĩa địa này nè, các bạn thấy nó như vậy thôi, nhưng mà có rất là nhiều người không còn cái xác ở dưới. Tại vì Edgen đã đào rồi. Rồi về đó hắn ta lóc da, lóc thịt của người này người kia ra, rồi chắp vá đủ thứ hết, tùm lum tùm la hết. Thành ra cảnh sát thời đó không có đủ văn minh, hay là không có đủ DNA để phân biệt được xác người này xác người kia. Người ta nói rằng những người nào mà được chôn năm 1930 mấy á, đa phần là chỉ còn cái mộ thôi, chứ không còn cái xác ở dưới nữa. Người ta tìm thấy á, tất cả là 4 cái mũi trong nhà của Edgen. Ngoài ra còn có một bộ sưu tập đầu người, xác của hai cô gái 15 tuổi treo lủng lẳng trên trần nhà. Và
họ phát hiện ra một cái cặp dây nịt làm bằng nấm vú của người chết. Mình sẽ không để cái hình nó lên đây, tại vì rất là kinh dị. Ngoài ra các bạn biết á, toàn bộ đồ vật trong nhà của Edgen á đều làm bằng da hay là xương của người chết. Giống như là cái chùm đèn này đó, làm bằng da của người chết. Chùm đèn ngủ á, làm bằng da của người chết. Và có một điều kinh khủng nè, sau khi mẹ của Edgen chết á, thì hắn không hề sử dụng cái tầng trên lẫn cái phòng khách luôn. Hắn ta dọn dẹp rất là sạch sẽ, rất là đàng hoàng. Hắn chỉ chừa một bộ da người treo trên đó mà thôi, và thỉnh thoảng mặc cái bộ da người đó vào để biến thành mẹ của mình, hoặc là tưởng tượng cái bộ da người đó chính là mẹ của mình để mình hầu hạ và chăm sóc. Dĩ nhiên những cái xác còn lại, những cái thứ dơ bẩn còn lại thì Edgen để trong cái warehouse hay là để trong căn phòng của mình. Chỉ chừa duy nhất một bộ da người mà hắn ta may được để trên phòng của mẹ mình mà thôi. Rất là ghê rợn các bạn. Khi mà cảnh sát đến á, là cảnh sát bỏ chạy luôn, vì không tin vào mắt mình. Thật sự những gì mình kể cho các bạn nghe nó còn thiếu sót rất là nhiều, cực kỳ thiếu sót rất là nhiều. Với cái tội của Edgen như vậy á, thì đáng lẽ là hắn ta phải bị xử tử hình, tại vì Edgen bị nghi ngờ là giết thêm 2 người phụ nữ nữa. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, lấy cắp 40 cái xác và giết một người đàn bà lớn tuổi thì cũng đủ để Edgen bị tử hình. Nhưng mà kết quả của bác sĩ khám nghiệm cho rằng Edgen bị bệnh tâm thần. Cái đầu óc của Edgen á giống như là một người 14 hay 15 tuổi thôi. Tại vì khi mà bị bắt vì tội giết người, bị cảnh sát ra thẩm vấn và cảnh sát hỏi về 40 cái xác trong nhà của gã, gã không biết trả lời như ra sao hết. Một ngày sau á, thì gã mới bắt đầu trả lời câu đầu tiên. Mà cái câu đầu tiên á, là gã nói rằng gã quá đói bụng đi. Thoạt đầu á, cảnh sát nghĩ rằng đây là sự thách thức, nhưng mà không có phải. Đó chỉ là cái sự xin ăn của một đứa bé quá đói bụng mà thôi. Và họ đã điều tra tâm lý rất là kỹ đầu óc của Edgen như một đứa bé từ 11 cho đến 15 tuổi. Hắn bị nhốt tại một cái bệnh viện tâm thần của thành phố Madison, tiểu bang Wisconsin, và chết năm 77 tuổi. Xin lỗi các bạn, là 67 tuổi vì bị ung thư phổi. Bây giờ chúng ta sẽ ráng tranh thủ thời gian đi kiếm ngôi mộ của Edgen trước khi trời tối các bạn nha. Thì các bạn luôn là mênh mông vậy, mình không biết kiếm từ đâu đó. Rất là khó kiếm các bạn. Chúng ta sẽ đi bước vào xe các bạn ha, và đi kiếm ngôi mộ của Edgen. Rất khó thấy, không biết nằm góc nào hết trơn á. Đùng đùng, đẹp đẹp. Nếu mà các bạn coi đến cái đoạn video này rồi á, thì đây là một chuyến đi thất bại của Phong. Các bạn có tin là đôi khi người cõi âm á, họ không muốn gặp mình không? Họ từ chối gặp mình không? Khi mà Phong nói cái dòng tâm sự này lên á, là người Phong nổi da gà luôn. Thật sự đây là cái chuyến đi mà Phong đã cố gắng đi từ rất là lâu, từ tháng 6, tháng 7 kìa. Nhưng mà nhiều cái lý do nó trì hoãn cho tới bây giờ luôn. Và các bạn tin á, là để đến được nơi này á, mình phải đổi ít nhất là 4 hãng máy bay trong vòng 1 ngày. Các bạn tin nổi không? Đầu tiên á, là mình đi hãng American Airlines, rồi nó bị delay, nó đẩy mình qua United, đẩy qua Delta, rồi đẩy qua United lại. Và khi mà đến United á, mình lại bị delay nữa. Và gần như là mình không thể nào mà lấy được cái xe để ra khỏi sân bay luôn, nếu không có cái sự trợ giúp của nhân viên sân bay. Cái cô này rất là dễ thương. Và khi mình đến đây rồi á, thì mình không còn đủ thời gian để nghiên cứu kịch bản, cũng như là để tìm được ngôi mộ của Edgen. Nó có một cái sự cản trở gì đó trong ngày hôm nay mà mình không thể hoàn tất được cái clip này trọn vẹn cho mọi người xem. Đây có thể gọi là cái clip mà bị hỏng của Phong. Nhưng mà Phong không có nói dông dài nữa, Phong đi vào vấn đề luôn. Tại sao Phong phải tìm được cái ngôi mộ của Edgen?
Tại vì nó có ẩn chứa một cái câu chuyện rất là sâu xa. Sau này á, khi mà Edgen được chôn á các bạn, thì những người dân địa phương á, họ hay lại cái ngôi mộ này và phỉ báng ông ta. Cũng như có nhiều người á, người thanh niên hoặc là trẻ trâu á, dùng những cái dao á, sắt á, để cắt những cái cục gạch để đem về nhà, giống như là một cái phần thưởng chiến lợi phẩm của một người dũng cảm vậy đó. Tệ hơn á, là năm 2000, cái bia mộ của Edgen bị ăn cắp luôn. Và sau đó mùa hè thì được tìm lại. Cảnh sát không biết là để vị trí nào trong nghĩa địa, tại vì nếu mà để trong nghĩa địa chắc chắn là sẽ bị ăn cắp một lần nữa, thành ra họ mang đến viện bảo tàng. Nhưng mà đây chỉ là những lời nói của những viên cảnh sát mà thôi, chứ thực chất bây giờ mọi người không biết là cái mộ này á, cái bia mộ này nó còn ở đâu. Thậm chí một số người còn nói á, là không biết có ai đã đào mộ Edgen lên chưa. Nó giống như là quả báo là hồi xưa khi mà Edgen còn sống á, Edgen thích đào mộ người khác, thì khi chết á, bị ngược lại. Thật sự cái này cũng đúng các bạn, Edgen bị đào mộ là có thiệt, nhưng mà có đào cái xác ở dưới hay không thì chúng ta không biết. Mình nghĩ không có đâu. Thật sự á, từ nhỏ đến lớn á, Edgen luôn nghe lời mẹ, không có một cái dấu hiệu bệnh hoạn gì cả. Tối ngày chỉ đọc kinh thánh mà thôi, hướng về Thượng Đế, hướng về Chúa. Cho đến khi mẹ của Edgen chết rồi á, bà bị sốt, bà bị chết, thì từ đó trở đi á, Edgen mới cô lập hoàn toàn. Tức là đã cô lập ngày thường, sau này còn cô lập hơn nữa. Edgen lao vào đọc những cuốn sách về ăn thịt người, về Hitler, về những tôn giáo ma quỷ khác. Cộng với trước khi mà mẹ của Edgen chết á, bà đã nhồi sọ những cái gì vào đầu của Edgen mà đến bây giờ chúng ta vẫn không biết được. Liệu bà có nhồi sọ những cái ma quỷ hay không, hay là chỉ về những cái cuốn sách về đạo Thiên Chúa Giáo và về Thượng Đế mà thôi, chúng ta không biết. Nhưng mà đến khi mà Edgen già rồi á, thì cái đầu của Edgen vẫn như là một đứa trẻ từ 14 tới 15 tuổi, vẫn không phát triển được. Và khi mà trước khi chết á, Edgen muốn chôn kế bên mẹ của mình. Có thể là Edgen đã được sanh ra, nhưng mà Leatherface, Texas Chainsaw theo nghĩa đen á, được tạo ra trong con người của Edgen. Và có lẽ khi mà Edgen già rồi á, cậu bé Edgen năm nào á, vẫn ngồi đó và suy nghĩ để đi tìm mẹ của mình, để kiếm mẹ của mình. Và có thể là Edgen cũng không biết vì sao mình đã làm như vậy, chỉ biết là mình có tội và thôi, và chấp nhận cái tội đó, nhưng mà không nhớ vì sao mình đã làm. Khi mà các cảnh sát điều tra được á, Edgen nhận tội, không có chối tội của mình. Nhưng mà Edgen không nhớ đã giết người từ lúc nào, tức là chỉ nhớ cầm cái súng lên thôi, nhưng mà không nhớ là cầm cái súng bắn lên từ lúc nào. Thậm chí Edgen nói rằng á, rõ ràng là tôi có vào nghĩa địa, tôi không nhớ vì sao mà tôi đào được người chết lên rồi mang về nhà, nhưng mà lúc ở trong nhà thì nhớ được. Tức là trong đầu của Edgen á, hồi nào nó cũng có một cái khoảng đen, khoảng mất trí nhớ. Gã không biết vì sao mình làm như vậy. Một số người nói rằng á, là để có được sức mạnh như vậy á, thì Edgen được trợ giúp bởi một cái sức mạnh ma quỷ. Có thể là khi vào nghĩa địa thì Edgen đã được sự trợ giúp của một cái thế lực tâm linh nào đó. Hai, khi vào nghĩa địa nơi mẹ mình chôn á, thì bà đã tiếp lực cho con trai của mình để đào mộ người khác lên. Nhiều câu chuyện về Edgen á, thần bí lắm, mà bây giờ mọi người vẫn chưa có giải thích được. Có một viên cảnh sát á, ông ta ép tội Edgen. Edgen nói rằng Edgen bị mất trí nhớ, không nhớ vì sao mình giết người. Ông ta nói rằng là Edgen nói dối và nghi ngờ Edgen đã giết thêm một phụ nữ nữa. Nhưng mà Edgen không có nhớ vì sao, thành ra Edgen đã đập đầu vào tường. Rồi hôm sau á, cái viên cảnh sát này á, bị trụy tim chết luôn, trước một ngày mà Edgen phải ra tòa. Đây là câu chuyện có thiệt các bạn nha, có thiệt luôn. Edgen là được sanh ra, Leatherface là được tạo ra trong con người của Edgen. Đôi khi á, bạn hướng đến những điều tốt đẹp nhiều quá, những điều thiêng liêng nhiều quá, thì cũng vô hình á, nó mở ra cho bạn một cánh cửa đến với địa ngục. Đó là suy nghĩ của mình sau câu chuyện của Edgen.
Nhưng dù gì đi chăng nữa thì hôm nay những bạn nào mà coi YouTube của Forbes á cũng biết về cái sự thật của Texas Chainsaw và bầy cừu câm lặng, đúng không? Chúng ta đã biết được sự thật bộ phim từ đâu ra và nhân vật Ed Gein thật sự đáng thương hay là đáng trách. Đối với mình, Ed Gein mãi mãi chỉ là một cậu bé mà thôi. Một cậu bé không biết vì sao mình có tội, không biết vì sao mình làm vậy. Và có thể lúc mà nằm dưới mồ, linh hồn của cậu bé này vẫn không biết vì sao họ đối xử với cậu ta như vậy. Mẹ mình ở đâu? Và chỉ muốn gần được mẹ mà thôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Thực sự lúc mình quay cái đoạn này là mình không biết là cái video về Leatherface, Texas Chainsaw, mình có quay được cho mọi người hay không. Hiện tại bây giờ mình vẫn đang đợi xe và sắp đóng cửa rồi. Nếu mà không có đợi được cái chuyến xe này á, tức là mướn xe các bạn, mình phải ngủ tại sân bay rồi hôm sau phải về lại. Thật là một ngày xui xẻo của Forbes. Forbes dậy vào khoảng 6 giờ sáng, đang lại bay là 7 giờ đó. Bay 7 giờ, tới địa điểm quay là khoảng 12, 1 giờ chiều thôi. Nhưng mà bây giờ đã gần 6 giờ tối rồi mà Forbes mới tới địa điểm quay. Tức là Forbes đã bị delay khoảng 6 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay. Xin lỗi các bạn là ngồi trong sân bay. Bây giờ mình rất là mệt các bạn, thành ra là nói chuyện không còn được chính xác nữa. Và khi tới đây rồi thì chỗ mướn xe sắp đóng cửa và cũng không còn xe nữa, đang đợi chuyến xe cuối cùng. Forbes hy vọng chúng ta sẽ nói chuyện tiếp với nhau sau cái đoạn video nhỏ này. Thật là một ngày buồn cho Forbes TV. Rất là buồn, rất là mệt.